Khách hàng khó tính không cho bạn nói gì cả thì phải làm thế nào? Nếu như bạn vừa gọi điện thoại cho khách hàng của mình và khách hàng nói thẳng luôn là em muốn bán cái gì, đúng không? Nói thẳng vào vấn đề đi. Thì điều đó chứng tỏ rằng họ không muốn bạn đặt câu hỏi để hiểu rõ xem khách hàng muốn gì mà họ muốn đi thẳng vào sản phẩm của bạn là gì và giá của bạn là như thế nào. Nếu như bạn đồng ý theo cái điều đó của khách hàng thì có nghĩa rằng bạn đang đóng vai trò là một người đưa tin chứ không còn đóng vai trò là một người tư vấn. Sau khi bạn nói ra thông tin về sản phẩm của mình, báo giá cho họ thì họ cũng sẽ lặng lẽ đi tìm một nhà phân phối khác để có thể so sánh về giá và tìm ra người bán với mức giá thấp nhất. Quan điểm của Duy đó là chúng ta phải luôn luôn tìm cách thấu hiểu khách hàng. Nếu như mà không hiểu được thì Duy sẽ không muốn tư vấn cho khách hàng đó và không bán nữa. Nào, tất nhiên điều này nó sẽ tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn đang bán là gì. Nếu như sản phẩm của bạn đòi hỏi bạn phải hiểu rõ khách hàng muốn gì và sau đó điều chỉnh, tùy biến và giúp cho khách hàng hiểu rõ lợi ích của sản phẩm mà bạn đang mang lại thì chúng ta mới cần có phần tư vấn. Còn nếu như bạn bán các sản phẩm đơn giản thì cái điều này là không cần thiết. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta hiểu rõ khách hàng muốn gì thì bạn có thể dễ dàng thay đổi cái nội dung để trình bày về sản phẩm của bạn cho phù hợp hơn với những gì mà khách hàng mong muốn. Duy sẽ làm thế này. Dạ vâng, em hiểu, có thể là anh đang rất quan tâm đến sản phẩm A này. Tuy nhiên, em cũng muốn trao đổi với anh một chút sâu hơn về sản phẩm này bởi vì những thiết kế, những tính năng của nó rất đa dạng và nó có thể tùy biến theo cái nhu cầu của anh. Và để giúp cho anh có thể tìm được sản phẩm phù hợp nhất với mình thì anh có thể giúp em hiểu rõ đơn giản thôi 3 tiêu chí quan trọng nhất mà anh tìm kiếm từ cái sản phẩm này là gì. Sau đó em sẽ giúp cho anh tìm ra được đâu là giải pháp phù hợp nhất và dựa trên đó chúng ta sẽ cùng với nhau tìm xem đâu là mức giá phù hợp nhất cho anh. Đó là cách mà bạn có thể giúp cho khách hàng cởi mở hơn, sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn. Tất nhiên, không phải bất cứ khách hàng nào cũng sẽ làm được như vậy bởi vì trên thị trường sẽ có 20% khách hàng luôn luôn đi tìm kiếm những sản phẩm có giá bán thấp nhất mà không quan tâm tới sản phẩm của bạn có giá trị như thế nào. Điều đó có nghĩa rằng sẽ có khoảng 20% khách hàng, dù bạn có đặt câu hỏi thế nào chăng nữa, họ chỉ quan tâm đến giá bán mà thôi. Và vì vậy, hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế rằng bạn sẽ sẵn sàng để khách hàng này ra đi bởi vì chúng ta sẽ còn có những người khách hàng khác đang chờ, những người thực sự quan tâm tới giá trị mà bạn mang lại. Đó là lý do vì sao đây là cách để bạn xử lý vấn đề.